Chị Giáng Tiên hôm nay qua ghé thăm tụi em. Hello chị Giáng Tiên. Chào các em nha. Chị ngồi chơi chị ăn. Chị ngồi bên kia đi, chị có đem vàng bạc thì nát qua bên này nha. Buông thôi chừng nha, mấy đứa nó hay bới lửa được. Tay của chị con này nha. Đừng có đi qua bển nha. Ê bông tai kim đẹp quá, bông túi đẹp rơi luôn. Ở đứa lửa tài tình không? Giáng Tiên xin chào các anh chị và các anh chị đây nha. Chúc cho em gái em Bội Nhi. Bội Nhi Yumi ha. Sức khỏe và luôn chị chơi chị. Còn muốn bán hoặc là bán khách hàng nha. Tính tiền kìa. Dạ, mấy nay chị bán bển được không? Bao nhiêu đó? Thôi dạ. Mối quen tốt rồi. Cái thịt tim nè. Dạ quý vị ơi, thật sự luôn, tất cả quý vị cũng giống như các anh YouTube có thương tình thì ủng hộ cho tất cả những chị em tụi em. Chị em tụi em toàn là những hoàn cảnh, những con người là những cái người mà nằm ở cái thuộc phần yếu thế trong xã hội. Vì tụi em là những người thuộc cộng đồng LGBT, tụi em là những chị em chuyển giới, và tụi em không có dễ dàng tìm được cái công việc ổn định. Giống như tụi em không thể nào đi làm việc văn phòng, công sở, đi vô siêu thị bán hàng, tụi em hoàn toàn không làm được những việc đó. Tụi em phải buông ba gánh bán bưng, hoặc nếu như mà bình thường hơn, ổn định hơn thì tụi em sẽ đi ca, đi hát để kiếm ra đồng tiền. Thì chị Giáng Tiên, ngày hôm nay chị cũng ghé qua đây thăm tụi em, thì có thể là vài hôm nữa em với Dung đi rảnh sẽ ghé qua thăm bên chị để ghé qua chơi. Và quý vị nhớ đến khu ẩm thực bên phía của chị Giáng Tiên, cũng là cái cơ sở 1 của chị Cát Thi, ủng hộ tất cả những chị em mà còn đang ở lại bên đó, đang buôn bán kinh doanh. Em cũng thay mặt Yumi cảm ơn chị và chúc cho tất cả những chị em mình sẽ thành công với những món ăn hè phố, cũng giống như là tất cả những anh YouTube đây sẽ luôn luôn đồng hành ủng hộ cho chị em mình nha. Cảm ơn em. Dạ. Đừng móc túi nha. Tao thấy là chị Tiên rất là sợ mày đó. Con này nó ghê lắm nha chị nha. Chị ngồi chơi chị. Ngọt. Nãy nhìn chị làm nước. Để qua bển ngồi kế chị đi. 1 phút 30 giây là Tiên bắt chị. Chú Sư bán trà sữa hả? Còn... Dạ chị. Chú giật trà sữa là nước. Ok. À chị Giáng Tiên qua đây mình hả, hay đi với ai chị? Mua cơm cho chào mà nó buồn. Thánh hồng ơi. Cái này cũng là thiệt á. Nghiệp. Nghiệp nha. 25 rồi. Chị, giờ chị chia sẻ đi, chị có cái bí kíp nào mà để giữ chồng lâu không? Chứ sao em ở chồng em 3-4 tháng chứ là nó bỏ em à? Cái này nói ra nó cũng sóng gió lắm. Cũng thuyền cũng về bên cũ rồi. Chị đúng là cuộc đời mình là những người hình dạng như nào, không ai mang tình yêu như nào. Chứ chắc chuyện mà ở có tốt rồi nên là... Chị Nga, chị Tiên ngồi cái tưởng hai chị em. Không, không giống nghe. Giống nghe. Hai cái mặt tròn tròn giống. Cái tướng cũng giống luôn. Chị Hai hả? Chị Hai bữa nay chị giật. Cái này là hai chị em ruột nha quý vị. Hai chị em ruột. Hai em ruột. Hai cái sơn khác. Đúng rồi. Hả, con em cái sơn chưa bao. Ôi là trời. Ôi trời, chứ mấy chị em rất là vui. Nè, còn mày. Mày nói đi. Ý đồ mày xuống đây làm cái gì mà thấy nãy giờ mày chưa kêu cái viên kia. Từ từ chứ trời ơi. Mày... Ai đút cổ mày? Mày mới đi đâu? Chứ tại sao cái cổ bạc? Nãy giờ ngồi á. Trời ơi. Không có, trời ơi. Mới qua đây quay nè, để em lấy YouTube kiểu diệu. Để mới quen nè, đây. Nói chung là mấy anh vui. Dạ, nói chung là mấy anh YouTube thì có con nhỏ này YouTube cũng lòng vòng, cũng bao nhiêu. Có nhỏ đó đâu, chết em quá. Bé đó là đang quay cái kênh của em. Kênh YouTube của em là con bé đó. Nói chung là rất là mong tất cả quý vị ủng hộ cho mấy chị em tụi em nha. Mấy chị em tụi em toàn là lấy công sức của mình ra và kinh doanh buôn bán để mà có được cái cuộc sống ổn định trong cái mùa dịch. Rất là mong tất cả quý vị sẽ luôn luôn đồng hành ủng hộ cuộc sống của chị em mình, cũng nhờ tình thương của bác nhờ. Dạ. Chứ dạ tụi em có đi làm nó không ai nhận đâu, chứ là chính phủ cho tụi chị em mình được tự do trung tăng như một sự trên đời dạ đúng rồi. Không, tại vì hai chị em chị không chịu theo em làm thôi. Bình thường em hay đứng ở đường Quyền Trân Chúa đó. Trời ơi, ngủ chứ ra làm hoài mà không chịu đi. Trời ơi là trời. Mày đứng ở ngoài đó mày làm gì, mày nhổ cỏ hút gác hả? Có. Chứ mày làm gì ngoài đó? Cầm đó bảo hiểm. Không á, không. Nói gì là không có đúng.
đứng cho thuê nó bảo hiểm thôi. À, mày đứng cho thuê nó bảo hiểm. Chứ cái mặt mày như chú ôn chú ngục với ai đâu mà chịu. Kỳ cục, đúng không chị? Dễ thương hả không? Này chị Binh nha, em không có chị. Sao ôm giùm làm người đó sợ sùng riêng. Nói chung nghề nào cũng là nghề. Nhưng mà Bội Nhi mong là Mỹ Lệ thành công với con đường mình đã chọn nha. Làm thì làm chứ đừng có dích quá lông lửa quá bị đế nữa. Đừng có bỏ cái gì hồ lô. Nói chung là rất là vui. Tụi em một phần là bữa giờ tụi em bán bên đây thì cũng có thể là tụi em mới, cho nên là được khán giả, được mọi người yêu thương ủng hộ nhiều. Và thời gian tới nó ổn định hơn. Tại vì ở đây là tụi em còn đẩy xe dọn dẹp hơi cực. Thời gian tới nó sắp xếp nó ổn định hơn. Thì tụi em sẽ đi, em với Yumi sẽ đi vòng vòng thăm tất cả những chị em buôn bán các món ăn hè phố, cũng giống như là những chị em trong cộng đồng LGBT. Tại vì thật sự ra là khi mà đẩy cái xe này ra buôn bán á, em với Dung Huy rất là suy nghĩ nhiều. Lẽ ra là bán từ cái mùa dịch một, nhưng mà tại vì mình do là mình cũng chạnh lòng một phần, là tại vì là bình thường là tụi em là những cái người đi ca đi hát, phục vụ khán giả qua lời ca tiếng hát, tụi em đứng sân khấu mặc đồ đẹp. Mà bây giờ đẩy ra buôn gánh bán bưng thì thực sự nó hơi mũi lòng. Thì đúng như những gì suy nghĩ, đẩy ra là bị đuổi, không bị đuổi thì cũng bị bảo vệ cái để xe nhờ sát cái tường, ta cũng không cho để đứng ở trước cửa công ty, người ta bán sau 6 giờ chiều người ta cũng không cho đứng bán, nhiều và nhiều lắm, rất là nhiều. Và bây giờ tụi em, quý vị biết không, đồ đạc bàn ghế tụi em phải đẩy từ ở lề đường của chung cư mà tụi em phải đẩy ngược lên trên lầu 8 chung cư, và một đêm tụi em phải làm như vậy. Cái thời gian bán là 3 tiếng, còn thời gian dọn dẹp là phải mất 2 tiếng, một tiếng nó dọn xuống, một tiếng nó dọn lên, rất là cực. Cho nên là tại sao mà em với Yumi muốn hướng tới là sẽ cần một cái mặt bằng để cho đồ đạc nó ổn định hơn. Và có nhiều người cũng hỏi là tụi em bán rồi cái công việc này nó ổn định, nó cho được tụi em thu nhập trong cuộc sống, tụi em có bỏ đi hát không? Thì là không, nói chung là tụi em không bao giờ bỏ đi hát đâu quý vị. Mà tụi em, chính đích thân tụi em, khi mà công việc nó ổn định thì đương nhiên tụi em sẽ quay trở lại với sân khấu. Còn cái công việc này tụi em sẽ cho 1 đến 2 bạn cũng sẽ là người chuyển giới, nhưng mà do người ta không có công việc ổn định, em sẽ thuê những người đó về và tiếp tục giúp em cai quản cái xe này để cho cái công việc kinh doanh nó vẫn sẽ trôi chảy. Và mình cũng góp một phần công sức, mình giúp cho 1-2 bạn gì đó trong cái cộng đồng của mình, gọi là cùng chung màu áo, người ta cũng có thể có được những cái buổi ngủ ngon hơn, có những cái giấc cơm cũng an lành hơn, không có chật vật với cuộc sống, tự tin sống hơn bản thân mình. Thì cái đó là suy nghĩ của em với Dung My. Em mong chị cũng vậy nghe, cố gắng lên, chúc cho chị thành công. Nhưng mà em sẽ gắn kiếm tấm chồng để em cặp chị, chứ đâu có được. Chả lẽ chị có chồng em không có chồng? Ồ, chị cũng sốt gió lắm mày ơi, chú 20 năm vui lắm. Trời không, bây giờ muốn lấy chồng không? Sơn ca đi đó. Sơn ca bến đổ tốt mà. Lấy Sơn ca là em phải đi đầu thai 3 lần nữa mới dám lấy. Ở đây chắc lấy bà quá. Trời ơi, bà nghĩ cho tôi đẹp gái vậy, ở đây chắc lấy bà chắc. Ngủ quá vậy. Trời ơi là trời, ý là chưa có lấy nha quý vị nha, mà nó lấy đầm em nó mặt thấy sợ. Rồi nghĩ coi em lấy nó coi rồi em còn đồ không. Em mới có đi vắng nhà 1 tháng thôi là về, em nói thiệt là đồ của em là tệ tệ phải 3 cái đầm đứt dây. Cái tướng em với nó vậy mà nó nông đầm em thấy thương. Rồi lấy, nghĩ coi. Lấy Sơn ca mới có gọi là, mới có là nhiệt quyết để đi làm. Thật không? Làm cái tiền, tại vì sao nó mặt đầm của em là bị hư đúng không? Em phải kiếm tiền. Còn cái tướng của em với nó, cái tướng của nó gần bằng chị. Cái tướng em thì mỏng như vậy mà nghĩ sao nó nông đầm em, chị thấy không? Em về em gớt mắt. Chị lưu kế chị tiền. Sao 4 con, em có 53 à? 53 hay 75? 53. Tôi giả mặt mày bây giờ à. Trời ơi, cái gì đúng trời không? Không, hiện đang nó ổn rồi chứ. Nó rất là mặt. Nay em còn có 53, không chịu còn nhẹ ký bội nhiên. 53 mặt ra, không dạ sao em ổn. Dạ. Chị biết sao nó ổn không? Cái này em nói thiệt, chị biết sao nó ổn không? Nó mua mấy cái bình chữa cháy về khúc mà nãy chưa không rồi. Đâu, chị biết sao nó ổn không? Nó đi, nó khùng với nó ổn. Quý vị, 53. Em nhớ là lúc trước em bán áo dài 53 là sẽ mặc được size L. Size S, size S. Còn Sơn ca mặc áo dài là XXL nha quý vị. 2X mà hơi chọt nha. Cái này là nói là có thiệt nha, mày không có chối nha. 2XL là mày cái hơi chọt. Cái đó là dĩ dạng rồi. Không, luôn bây cả bây giờ. 53kg thì tính 53kg. 53kg bây giờ là tao đưa cho mày cái size L mặc vừa không? Mày vừa hay không? Vừa không? 53kg là mặc size L không nha quý vị. Hôm bữa là nhà thiết kế Kim Trọng đưa cho em một cái áo dài size M. Em vừa, nó không vừa.
Vậy là sao, 53kg là sao? Nó sẽ vừa. Ủa, đấy, nào? Nó đứt bên người ta luôn. Áo dài, đa. Nó tháo bên. Tháo. Nghĩ sao áo dài. Đúng rồi, Kim Trọng nói với tôi là áo dài của Mỹ Lệ tháo tới 4 bên là thôi đúng rồi, thấy chưa? Tháo tới 4 bên bao nhiêu cái bên bóp eo đó tháo hết mà nó nói là nó vừa. Thì bởi vậy thôi Sơn Cao ơi, mình sống đạt quá. Bây giờ mình phải đau cùng đi. Phải đau, phải đau thiệt. Ghê lát bạn nhiêu. Lát rồi á, trước cụ mình xuống kem bị lát rồi. Nãy giờ muốn nát. Phải đau thiệt đi, cái ký mày bao nhiêu? Thôi giờ 55. Ủa sao lên 2kg? Thiệt. Ủa sao lên 2kg vậy? Lên 2kg thì là nãy giờ ngồi đây hửi gió là mập quá hả? Không, là hèm 1 giờ hèm mà cái chiên quá. Rồi kêu cái gì 100 ngàn đồng sổ? Rồi, kêu rồi. Kêu rồi hả? Dạ rồi, Sơn Ca kêu 2 cây đầu bắp nha. Sơn Ca hiện tại kêu 2 cây đầu bắp 10 ngàn rồi kêu ăn tiền. Sơn Ca kêu ghi sổ nữa. Không gạo chứ. 2 cây đầu bắp 10 ngàn mà kêu ghi sổ. Sơn Ca nói Sơn Ca có đem tiền mặt xuống. Ờ không, con cứ bán đi, con cho đi. Cho đi, để 16 phần. Không, để trả tiền đàng hoàng. Thì cứ cho đi, tại vì hôm qua làm từ thiện thiếu phần. Đúng rồi, hôm qua làm từ thiện thiếu phần. Thôi cho đi, Sơn Ca ấm gì cho nè. Hôm qua làm từ thiện thiếu phần. Cắt cớ dễ sợ. Còn thiếu chai nước kìa luôn đi. Vậy này đông vui ha. Dạ đông vui. Tại đây đó gần trên đại bạc danh trên này. Không, gần dưới điện nè. Thấy không, thấy nó nói chuyện không? Mày đu nó nói chuyện nó đâu có tỉnh đâu. Bảo bây giờ nè, sắp sửa diễn lại rồi, Sơn Ca đi giặt tóc chưa? Hả? Tóc của Sơn Ca giặt chưa? Chuỗi rồi. Chuỗi rồi à? Không, mấy cái tóc ni lông kìa giặt chưa? Hả? Tóc ni lông à? Để vô máy giặt quay. Vậy hả? Bây giờ có đủ, có mùi. Mùi thơm hay là mùi gì? Lộn. Quay hết rồi. Vậy bây giờ nè. Có thằng nè, quý vị thấy không? Nè, đó. Mấy anh YouTube nè, lia vô cái mặt nó đi. Thấy chưa? Nó gọi điện thoại về, nó đang đi chơi với trai đó. Hôm nay bà muốn nói cái gì? Đó thấy không? Bao nhiêu ánh đèn rồi qua yếu vô, cái gì thấy rõ ràng chưa? Gọi hỏi bán hết chưa? Thí dụ giờ chưa bán hết bà có về kịp không? Tiền bạc thấy không? Chưa. Nó không thèm hỏi Nhi ơi em bán mệt không hay là Nhi ơi hỏi ai dọn phụ? Bán hết chưa? Tiền bạc sao rồi? Con người sống vì tiền. Nè, chị gián tiên qua thăm nè. Đó, sống vì tiền. Vui vậy. Đi chơi với trai chị. Không, nói chung em với nó chia ra. Ví dụ em đi nó nhà, nó đi em với nhà. Hai chị em rất là hòa đồng. Nhưng mà quý vị ơi, nhà nhìn vô mặt Dung My nè. Đó. Nè còn ít nè. Xíu nó hết rồi. Cái gì? Biết rồi mà. Trời ơi, cái gì mà sống nhưng mà kỳ. Tiền bạc nhớ cẩn thận nha em. Vậy đó. Mày cộng sổ không xong rồi bây giờ tao cạo đầu mày sống như tiền có gì má hồn không một câu hỏi thăm. Trời ơi là trời. Ê nè tôi mới lấy chồng nè. Lấy bà muốn gặp chồng được không? Nay chồng tôi qua chơi má thì nè ông nè. Mày ngang mày ngang. Ủa chứ xưa giờ tôi cao đài mà kỳ vậy. Ủa nói ai vậy Nhi? Hả nói ai vậy? Em ăn trai. Cái miệng quá trời. Lại đây qua. Nè, qua tập mày nha mày. Cút tay chứ. Cái tên cũng thơm nó luôn vậy. Nè, đi với chị Nhã mà chị Nhã có mệt hệ gì là chị biết tay tôi nha. Chị đu đưa. Nói nghe nè, thôi quẹo quẹo. Quẹo coi kịch đi. Coi kịch. Yumi ở nhà tính tiền là tính quẹo nha mọi người nha. Quẹo, ờ tắt đi nha quẹo. Ở nhà coi cỡ đi chơi đi quẹo. Đi quẹo nha. Tên Yumi thiệt là tên quẹo nha quý vị. Mốt gặp Yumi cứ kêu là sang sệ là hương năng đặc. Còn không gặp Yumi cứ quẹo. Quẹo là tên ở dưới quê, tên quẹo là đúng tên Yumi. Cắt cơ. Su đi công việc. Hồi chắc nó ghét rễ. Có trà xanh không chị? Có. Vui quá quý vị. Nói chung ủa kìa. Tiếng Khang kêu đồ ăn chưa? Mách cấp riêng của em nè, qua đây. Ủa? Qua đây. Đây nè quý vị nè. Rất là dễ thương. Rất là dễ thương, vô đây. Đó, gồng lên. Đây là mách cấp của em. Mách cấp riêng của em, tên là Tiếng Khang. Rất là dễ thương. Đồng hành chung với em rất là nhiều sự kiện luôn nha. Nói chung là đẹp. Hay là em đi sự kiện hay là hình ảnh của em để mà làm poster, đi biểu diễn là đây. Người này là mách cấp của em. Rất là dễ thương. À, quý vị có nhu cầu make up hay là muốn học về make up thì liên hệ Facebook Tiếng Hàn.
Nhưng mà nhớ là nói chuyện nó là nhắn tin thôi nha. Đừng có nói chuyện, nó cái giọng nói của nó rất là đặc biệt. Ôi la la la. Đẹp trai, rất là hiền, dễ thương á. Sao? Nó chai thẳng đó. Là Dung My ơi, kêu tiếng Hàn chào mọi người. Chào ông Công ơi. Hello. Nó rất là sợ. Tại vì cái dây thanh quản của nó là giống như con gái vậy đó. Em ước gì em với nó có thể quán đổi linh hồn. Nó nói chuyện y chang con gái luôn. Cho nên là mới đặt tên là tiếng Hàn. Là thiệt sự. Thiệt mà, nó bị cái giọng nói nó bị Hàn. Nó nghe y chang con gái. Dạ xin chào tất cả quý vị khác. Đó là giọng của nó đó. Y chang con gái nhưng mà rất là dễ thương. Rất là ga lăng nha. Em đi biểu diễn hay đi gì đó, em đi sự kiện, em đi hát là nó make up cho em xong. Hồi lúc trước là chưa có Toàn, chưa có đi theo phụ, là kéo cái vali sọc sọc theo em. Em diễn event đó xong, thay đồ cho em xong xuôi hết, đưa em về nhà mới đi về. Sau này là em phải thuê Toàn, là tại vì em đi nhiều quá, em đi tỉnh, em chịu không nổi, cho nên là em phải thuê bé Toàn đi theo để hỗ trợ em. Là bé ngậm nhã kỳ đó quý vị. Còn lúc trước là công việc đó là của Tiến Hà. Nói chung là xung quanh em có rất rất là nhiều người dễ thương. Từ từ em sẽ giới thiệu từng người mà em bật mí nha. Những người ở gần em toàn là trai đẹp không? Thiệt luôn, rất là đẹp trai luôn. Đặc biệt giống như nhưng mà thôi mình đừng có ghé. Tại vì em muốn nhắc thêm là cái người tên Hải á quý vị. Tại vì bữa nay là thiếu muối gạo đó, cho nên là người ta không xuất hiện, quý vị thông cảm nha. Cái người tên Hải mình tạm bỏ qua đi. Đợi đúng ngày rằm tháng 7 nha quý vị. Quý vị lên Facebook của em, Facebook của em bấm là Bội Nhi hoặc là Vicky Donna, quý vị bấm vô. Đúng ngày rằm tháng 7 em sẽ đăng một cái clip về người tên Hải nha quý vị. Đúng ngày rằm tháng 7 em sẽ cho quý vị gặp. Còn hiện tại bây giờ thì thôi, dù sao cũng chưa tới ngày. Ở dưới lên sớm quá thì bị người ta đánh đó, cho nên là quý vị thông cảm nha. Dạ rồi. Dạ, chị giữ sức khỏe nha. Bữa nào rảnh em ghé chơi. Cảm ơn chị. Chào YouTube quý khán giả nha.